Xin chào mọi người. Dạo gần đây thì mình thấy mọi người bắt đầu chuyển từ PU sang Zalo khá là nhiều. Hôm nay thì mình xin chia sẻ với mọi người là cách mà bọn mình xử lý bề mặt đối với các dự án sử dụng Zalo gỗ. Đặc biệt là cái quy trình này thì bọn mình thường sử dụng cho bàn gỗ hoặc là sàn gỗ khá là nhiều. Hiện tại bọn mình vẫn đang sử dụng cách này. Mọi người cùng xem hết video này nhé. Để cho dễ hình dung thì hôm nay mình có chuẩn bị sẵn một tấm gỗ sồi trắng. Loại gỗ này cũng khá phổ biến, nhiều anh em sử dụng. Bề mặt này thì mình mới xử lý qua thôi, chưa làm gì nhiều. Tiếp theo là chuẩn bị giấy nhám. Thì mình đã chuẩn bị sẵn giấy nhám từ P80 này, P120, P150 và P180. Thì đây là loại giấy nhám mà mình thường sử dụng. Tiếp theo là một cái máy chà nhám của Makita, bọn mình thường sử dụng loại này. Đầu tiên thì mình sẽ bắt đầu ở độ nhám P80. Và đây là bề mặt mà sau khi sử dụng giấy nhám P80. Bước tiếp theo thì mình sử dụng giấy nhám P120. Và đây là bề mặt sau khi mình sử dụng giấy nhám P120. Bề mặt vẫn còn khá là thô, vẫn còn chưa được như ý mong muốn của mình. Bước tiếp theo là mình sử dụng giấy nhám P150. Và đây là kết quả sau khi chà nhám P150. Không biết trên video các bác có nhìn rõ không, nhưng mà cảm quan thì mình sờ tay đã mịn hơn khá là nhiều rồi. Bề mặt này thì có thể lau dầu được rồi. Mà tuy nhiên thì mình vẫn cẩn thận hơn là mình sẽ sử dụng lên giấy nhám, bước nhám là P180. Ở bước nhám P180 này thì mình nhận thấy là gỗ hút dầu khá là ổn, màu đậm, bề mặt căng. Sau khi dầu khô ấy thì sờ khá là mát tay. Cảm nhận của mình là vậy nên là mình vẫn thường thường sử dụng cái bước nhám P180 này trước khi lau dầu. Và đây là bề mặt sau khi mình chà nhám P180. Sau bước chà nhám thì mình sẽ phải vệ sinh bề mặt. Bên mình thì thường sử dụng khăn ẩm, máy xịt để làm sạch bụi trong tom gỗ. Bước này vô cùng quan trọng nhé. Nếu mà còn các cái bụi gỗ trong tom ấy thì khi lau dầu lên ấy, về sau các cái bụi gỗ đấy sẽ hút ẩm và tạo ra mốc. Sau khoảng 30 phút đến 1 tiếng thì bề mặt bắt đầu khô ấy thì mình sẽ tiến hành lau dầu. Để dầu ngấm trên bề mặt từ 2 đến 3 phút thôi là các bạn hãy sử dụng một chiếc khăn sạch lau hết sạch dầu thừa. Cố gắng nhé, là các bạn phải miết thật sạch nhé, thật mạnh à, để loại bỏ toàn bộ cái dầu thừa đi. Thì đây là bề mặt này sau khi mình đã tán đều dầu lên này. Mình sẽ sử dụng một chiếc khăn sạch, mình sẽ lau sạch dầu thừa đi. Những cái dầu này là gỗ sẽ không hút hết, thì các bạn cần phải loại bỏ đi. Và đây là bề mặt sản phẩm sau khi mình lau dầu. Ở độ nhám P180 này sau khi lau dầu thì mình thấy là trên bề mặt gỗ này vẫn chưa được ưng lắm. Mình muốn nó bóng hơn và muốn nó mịn tay hơn. Nên mình đã quyết định là làm những bước tiếp theo.
đó chính là lau dầu lớp thứ hai. Khi lau dầu lớp thứ hai thì các bạn buộc phải để cho lớp dầu đầu tiên phải khô hết. Thì thường thì dầu bên mình thì sẽ khô trong khoảng từ 4 đến 6 tiếng. Đây là bề mặt mà sau khi mình để khô khoảng 6 tiếng này, các bạn đã thấy là bề mặt bắt đầu chai lại rồi. Với các sản phẩm bình thường thì các bạn có thể là sử dụng bề mặt như này và là ok rồi, cũng không cần phải yêu cầu cao hơn. Thì tuy nhiên là mình sử dụng cho mặt bàn và sàn gỗ thì cũng phải yêu cầu một chút về độ bóng. Mình sẽ sử dụng giấy nhám P210 để xoa qua bề mặt. Tiếp theo là sẽ lau dầu lớp thứ hai. Lớp này các bạn chỉ cần cho một chút dầu thôi, tại vì bề mặt cũng không hút được nhiều nữa. Quy trình lau thì vẫn như bước thứ nhất, các bạn cứ làm theo y hệt như vậy. Và đây là kết quả của mình. Thường đi bề mặt như này thì mình đã khá là ưng rồi. Màu đậm, căng, có độ bóng. Các bác có... Nếu các bác có quy trình nào hay hơn thì các bác chia sẻ cùng mình nhé. Hãy để lại comment ở dưới bình luận này. Cảm ơn các bác đã xem hết video của chúng mình. Chào tạm biệt. Dream is coming true.